trước sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc COVID-19. Nền tảng khám trực tuyến VOV Bác sĩ 24 của Đài Tiếng Nói Việt Nam mở chuyên khoa khám điều trị COVID-19 với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu, giúp người bệnh có được những tư vấn kịp thời, chính xác, trực tiếp qua video call, mọi lúc, mọi nơi, không phải chờ đợi. VOV Bác sĩ 24, đồng hành cùng F0 vượt qua dịch bệnh.